New challenge, you have to get on the ground, hands behind your back the whole time, and you can't roll on your sides. You gotta lay down on your stomach without smashing your face. Can you do it? Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay. Mình rời xa nhé, hãy tin anh, hãy sống. Tay tay chạm tay, môi chạm môi phần tay, môi chạm môi phần dưới ta chạm vào nhau. Hơi thở trong từng điều nhạc anh ơi xin hãy cứ làm em đau. Bàn tay em chạm vào đầu em làm em anh đi loạn nhịp. Em muốn lái chị, 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 em muốn.
nước Việt Nam cong cong hình chữ S. Đất nước ta không thể nào xâm phạm Việt Nam. Lên đó thành đi, em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì, làm em cứ thêm những mơ mộng, em muốn cách xa nơi này. Tay 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 chạm tay, môi chạm môi phần tay, môi chạm môi bên dưới ta chạm vào nhau, hơi thở trong từng điều nhạc anh ơi xin hãy cứ làm em đau. Bàn tay em chạm vào đầu em làm em anh như loạn nhịp cơ thể em như căng mọc em dệt anh hứng em là em nhắc từng nhịp. Em ơi em nằm xuống đây mình đổi tư thế, đêm nay còn già anh có bầy. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S. Đất nước ta không thể nào xâm phạm, là nơi sinh bao đông anh. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.